ca sĩ Ngọc Sơn bất ngờ xuất hiện trong đám cưới con trai siêu lách. Ca sĩ Silas cười rạng rỡ và gửi lời cảm ơn đến người tham dự đám cưới con trai. Từng là một sĩ nổi tiếng được nhiều người yêu mến, nhưng vì scandal nợ nần, ca sĩ Silas đã về ở ẩn. Hiện tại, họa mi của núi rừng Tây Nguyên đã có cuộc sống bình yên bên chồng con. Mới đây, cô ca sĩ Silas đã tổ chức đám cưới cho con trai thứ hai là Siêu Hiếu. Nữ ca sĩ diện váy xanh cười rạng rỡ khi cùng chồng đi chúc rượu trong đám cưới con. Được biết, ca sĩ Ngọc Sơn cũng đã đến dự đám cưới để chúc mừng gia đình siêu lách. Giọng ca Giỏ Ly Cà Phê Văn Mê chia sẻ: cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đến chung vui và gửi lời chúc mừng cùng gia đình siêu. Thanh mọi người rất nhiều. Trong đám cưới của con trai, nữ ca sĩ thể hiện nhiều ca khúc hay. Họa mi núi rừng Tây Nguyên diện trang phục nổi bật đình đám trong đám cưới con. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video.